em Linh của Thằng Nguyên xin tiếp tục vào cá cho các anh ạ. Vào cá cho anh Côn, à hồ game số 2. Đấy, kéo ra chỗ khác cho nó chạy. Xúc bừa. Bảo em à. Bong mất rồi. Đấy lại đổi tại em đấy. Bên kia vừa lên con gì anh? Con chê ba lạng thôi á. Thế á? Con này liệu được ba lạng không? Chống móm rồi anh. Em chào anh Quang. Em chào anh Gia Phúc. Bên này tình hình nào anh? Em chào anh Quân. Bên này từ nãy giờ có ai báo cá nữa không anh? Bên này lên con cá nào nữa chưa anh? Nhiều thế á? Nhiều thế cơ á? À, hồ gây một đây anh. Thế á? Thịnh nào anh? Thân Thịnh á? À? Em tưởng anh Thịnh béo. Ba con rô hả anh? Chào chú Biên. Dạ. Con này. Em chào anh Triệu Trường Vũ. Cần thủ nào nằm câu này. Để em xem cần thủ nào đây. Bảo Huấn mặc áo màu. Man quá anh nhỉ. Cháu đi chơi. Cháu nào mà cần mà câu kiểu cá về. Cháu cũng không biết câu.
lại đổi tại Linh. Chán chuyện. Chú Thịnh lên được mấy con cá rồi chú Thịnh ơi. Lại bong mất rồi. Câu cần thủ em sáng Vũ Văn Quyết. Ba cần thủ này chui hết sang bên này rồi. Ở đâu có cá đấy anh ơi? Ở hồ game 2, game 1 anh. Vẫn là cần thủ côn. Đã lên con chép ấy ạ. Lên bờ chưa anh ơi? Anh lên bờ chưa? Lên bờ chưa anh? Đã lên bờ rồi á? À, lại bong hả anh? Xin được kết thúc live tại đây ạ.